Thưa quý vị, thứ Sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015, Câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ đã tổ chức đêm tưởng niệm cố nhạc sĩ Anh Bằng tại hội trường VNCR tại miền nam của tiểu bang California. Chương trình bắt đầu từ lúc 6 giờ 30 chiều, rất đông những người mến mộ ông từ các nơi về tham dự, cùng với các anh chị em ca nghệ sĩ, ôn lại rất nhiều kỷ niệm, những tình cảm đã được tích tụ từ lâu trong mối quan hệ với người cố nhạc sĩ tài hoa trong đêm hôm nay. Tri ân tất cả những gì của gia đình nhạc sĩ Anh Bằng và chính cá nhân ông đã cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. Sáng tác của ông hơn 600 nhạc phẩm để dành cho nền âm nhạc Việt Nam. Riêng đối với nhạc sĩ Anh Bằng thì ông cũng là vị sáng lập viên, người niên trưởng của chúng tôi trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Thì trong suốt 6 năm vừa qua thì chúng tôi cũng được gần gũi sinh hoạt với nhạc sĩ Anh Bằng, cũng như cùng ông sáng tác một số nhạc phẩm đấu tranh hùng ca cho quê hương Việt Nam. Thì với cái tết tình thương dành cho nhạc sĩ Anh Bằng, cái sự ra đi của ông, thì các anh chị em trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ tổ chức đêm tưởng niệm ngày hôm nay thưa anh. Nghĩ rằng anh Bằng là một nhạc sĩ rất là lỗi lạc, đã có nhiều tác phẩm và bất hủ cho đối với em, anh em cố vấn của chúng tôi ở câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Mặc dù tôi là người họa sĩ, ông Anh Bằng là hai cái bộ môn khác nhau, nhạc sĩ, nhưng mà tôi rất quý những cái nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, và là anh em đã gặp nhau trong cái tình anh em. Tôi rất quý là một người nhạc sĩ có tài, có đức, rất là đức độ, và quý những cái âm nhạc của ông đã đi vào lòng dân tộc. Cho nên tôi từ xa nghe tin tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng, người bạn rất quý, tôi đến đây để tham dự. Thì Châu Thụy rất có cảm tình với những tấm lòng của nhạc sĩ và tất cả những tác phẩm của nhạc sĩ viết cho quê hương dân tộc. Thành ra cách đây 2 năm, Châu Thụy đã có ý định mà hoàn thành tác phẩm của nhạc sĩ, khuôn mặt của nhạc sĩ Anh Bằng, với tất cả gần 200 bản nhạc, trong đó là những bản nhạc. Và phía bên tay trái là quý vị có thể nhìn thấy cái khuôn mặt của nhạc sĩ, trong đó những cái địa danh của đất nước chúng ta từ Hà Nội cho đến Nha Trang, Đà Lạt và Sài Gòn. Cả những nhạc phẩm từ trước cho đến bây giờ của ông đều phản ảnh những tâm trạng chung của những người nghe nhạc của ông, và đó là lý do tại sao mà nhạc của anh Bằng rất là được phổ biến và rất là được yêu thích. Nó rất là gần với tất cả những người nghe nhạc. Vũ Nhân tường trình cho đài truyền hình SBTN từ miền Nam California.